trường ba. Chào mọi người. Dương ơi, hôm nay mình sẽ vẽ gì cho các bạn coi nào? Bánh cốm cute. Ok, hôm nay sẽ mình vẽ một quà cái bánh cốm cute nhé. Nếu bạn thấy hay thì hãy subscribe trên kênh của ba cha con. Và nhớ bấm nút chuông để theo dõi nhiều video hơn nữa vẽ mỗi ngày của ba cha con nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ bánh cốm thôi. Đấy cô nè. Và nhớ bấm chuông để theo dõi nhiều video hơn nữa của các bạn cho con nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trang trí thôi nào. Thì Dương, thì Dương trang trí rất là nhiều luôn nha. Rồi bây giờ các bạn thấy hay thì hãy subscribe trên kênh của ba cha con, nhớ bấm nút chuông để theo dõi nhiều video mới mỗi ngày cùng ba cha con nha. Bây giờ ba Trương.